Người phán xử tiền truyện. Có điểm đặc biệt là phim này chỉ phát độc quyền trên nền tảng OTT của VTV Giải trí. Việc đầu tư này được xem là ví dụ cho thấy xu hướng của việc sản xuất nội dung riêng của các đơn vị kinh doanh OTT. Theo nghiên cứu của Kantar Media, người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng trả 200.000 đồng một tháng cho những nội dung trên thiết bị di động. Chính sự phát triển của công nghệ và hành vi tiêu dùng này đã khiến Đông Nam Á trở thành thị trường hấp dẫn. Với nền tảng riêng, chúng tôi mang những nội dung toàn cầu cùng một ngày ở mọi nơi trên toàn thế giới. Nếu trước kia một bộ phim chiếu ở Mỹ thì phải 3 tháng sau mới có ở châu Á, thì nay mọi chuyện đã thay đổi. Sự phát triển của thị trường OTT tại Việt Nam có thể nhìn thấy qua những con số. Hơn 30 OTT chính thống và hàng trăm OTT lậu đang cùng tồn tại trên thị trường. Tại hội thảo OTT, tương lai của truyền hình, đại diện từ các đơn vị làm OTT lớn trong và ngoài nước như Netflix, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, VTV, BHD, Phim Cộng cũng nhận định cuộc cạnh tranh trên thị trường là khá khốc liệt. Nên có một cái sự cạnh tranh lành mạnh, và khi mà mình có những cái nội dung có bản quyền chính thức thì mới tạo được một cái nguồn thu cho những cái công ty sản xuất nội dung dám đầu tư vào những cái nội dung tốt cho OTT. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua hội thảo lần này thì qua những cái diễn đàn thảo luận thì các nhà cung cấp dịch vụ OTT ở Việt Nam, ở khu vực và thế giới có thể ngồi lại được với nhau để mà chúng ta làm sao tham gia được vào một cuộc chơi, một thị trường mà trong đó tất cả đều có phần, chứ không phải là tham gia một cuộc chơi mà có tổng số bằng không. Việc các đơn vị truyền hình lớn tại Việt Nam tham gia vào cuộc cạnh tranh trên thị trường OTT được nhận định là một xu hướng ngày càng rõ nét trong khoảng 2 năm trở lại đây. Khán giả thay vì xem các nội dung OTT lậu đã có nhiều lựa chọn để xem các nội dung có bản quyền và chất lượng do chính các đơn vị truyền hình sản xuất.